Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Quách Thiện Ni. Quách Thiện Ni sinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1974 tại Hồng Kông là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Canada gốc Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Quách Thiện Ni có chiều cao 1m68. Quách Thiện Ni sinh ra tại Hồng Kông trong một gia đình có ông nội là người Anh. Sau này thì cô di cư tới Vancouver của Canada. Quách Thiện Ni đã tốt nghiệp ngành tâm lý học tại trường đại học Simon Fraser và sau đó tiếp tục làm tiếp viên hàng không tại hãng hàng không Cathay Pacific trong khoảng thời gian ngắn. Về sự nghiệp, Quách Thiện Ni đã trở về Hồng Kông và giành được danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1999. Năm 2000 thì cô tiếp tục giành được danh hiệu Hoa hậu Hoa Kiều quốc tế được tổ chức tại Las Vegas. Sau khi giành được danh hiệu Hoa hậu thì Quách Thiện Ni đã bắt đầu tham gia vào nhiều bộ phim của hãng TVB. Quách Thiện Ni được biết đến qua các bộ phim Tâm Tần Ký của TVB đóng chung với các nam diễn viên Cổ Thiên Lạc, phim Ngưu Lang Trước Nữ vào năm 2003 trong vai nàng tiên dệt vải trước trên thiên đình, nhưng vì yêu Ngưu Lang nên đã bất chấp quy luật khắt khe của thiên đình mà về trần gian sống với chàng. Quách Thiện Ni đã tham gia vào các bộ phim truyền hình nhiều tập như Ngưu Lang Trước Nữ, Những Thiên Sứ Vô Danh, Trường Bình Công Chúa, Lạc Thần và là một trong những nữ diễn viên chủ chốt của nhà đài TVB. Năm 2015 thì cô đã rời khỏi nhà đài TVB. Một số giải thưởng mà Quách Thiện Ni đã nhận được: Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1999, Hoa hậu Hoa Kiều Thế Giới năm 2000, Star Hub TVB Artwork năm 2010, Nhân vật nữ TVB được yêu thích nhất năm vào năm 2009. Một số bộ phim mà Quách Thiện Ni đã tham gia: phim truyền hình năm 2001 Cô Máy Thời Gian, Cảnh Sát Hình Sự năm 2002 Khát Vọng, Huyền Thoại Bắt Đầu, Người Đàn Ông Có Gia Đình, Nối Lại Tình Xưa năm 2003, Trường Bình Công Chúa, Ngưu Lang Trước Nữ năm 2004, Thiên Nhai Hiệp Y, Những Thiên Sứ Vô Danh năm 2005, Mưu Sinh năm 2006, Đại Nhân Vật, Phúc Vũ Kiếm và Phiên Vân Đào, Giang Hồ Du Kiếm, Ân Oán Thượng Hải, Hội Thống Thiên Hạ, Song Hùng Tranh Bá năm 2007, Học Cảnh Đi Tuần năm 2008, Điều Tra Đặc Biệt, Thế Giới Ảo, Bát Tiên Truyền Kỳ năm 2009, Điều Tra Đặc Biệt Phần 2, Đội Hành Động Liêm Chính năm 2010, Tình Taxi năm 2011, 7 Ngày Trong Đời, Cung Tỏa Châu Liêm năm 2012, Cung Tỏa Châu Liêm Phần 2, Nam Nữ Chọn Nhà, Tranh Quyền Đoạt Vị năm 2013, Ngọc Tỷ Kỳ Án năm 2015, Vô Song Phổ, Hoa hậu Nhiều Thị Phi và Dính Điều Tai Tiếng Giật Chồng. Sinh ra trong một gia đình có ông nội là người Anh, Quách Thiện Ni ngay từ nhỏ đã nổi bật bởi vẻ ngoài xinh xắn. Cô sở hữu sống mũi cao, đôi mắt tinh anh, lanh lợi cùng với nụ cười tươi sáng. Quách Thiện Ni đã theo gia đình từ Hồng Kông sang định cư tại Vancouver, Canada từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp thì cô đã trải qua thời gian ngắn làm tiếp viên. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Quách Thiện Ni đã quyết định đăng ký tham gia thi Hoa hậu vào năm 1999. Thời điểm đó thì cô đã được báo chí Cảng Thơm ca ngợi là người kế thừa của Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông Lý Gia Hân và được dự đoán sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời showbiz. Đúng như dự đoán thì Quách Thiện Ni đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với vai trò diễn viên của TVB. Cô biến hóa không ngừng trong các bộ phim. Tuy nhiên, sự nổi tiếng lại đi kèm với tai tiếng, Quách Thiện Ni liên tục vướng phải scandal tình ái với nhiều sao nam nổi tiếng của showbiz. Năm 2000, khi đóng chung với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim Cô Máy Thời Gian thì có thông tin cho rằng Quách Thiện Ni đã biến mất khỏi phim trường Trác Châu và Bắc Kinh trong vòng 16 giờ. Về sau thì người ta phát hiện ra cô đã ở trong phòng của nam chính Cổ Thiên Lạc trong thời gian biến mất. Đối diện với ồn ào này thì Cổ Thiên Lạc không giải thích điều gì, còn Quách Thiện Ni đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên thì nữ diễn viên đã không tránh khỏi mất điểm ở trong mắt công chúng. Thời gian sau thì Quách Thiện Ni đã liên tục dính lùm xùm tình ái với nhiều bạn diễn như Mã Tuấn Vĩ, Mã Đức Trung, Trần Hào. Tuy nhiên thì cô đều lên tiếng phủ nhận về mối quan hệ.
Mãi đến năm 2002, Quách Thiện Ni mới công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Ôn Triệu Luân. Mặc dù vậy thì cả hai đã nhanh chóng đường ai nấy bước sau 2 năm yêu nhau vì Ôn Triệu Luân đã lâm vào cảnh nợ nần. Đỉnh điểm nhất trong scandal tình ái của Hoa hậu Hồng Kông là vào năm 2006, sau khi đóng cùng nhau trong bộ phim Học viện Cảnh sát, Quách Thiện Ni và Đào Đại Vũ đã nảy sinh phim giả tình thật, mặc dù lúc ấy nam diễn viên đã có vợ. Vì Quách Thiện Ni, Đào Đại Vũ đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp và người vợ gắn bó suốt bao năm để ở bên cạnh nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm thì cặp đôi liên tục phải hứng chịu những chỉ trích của dư luận. Quách Thiện Ni bị gán mác hồ ly tinh, xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, sự nghiệp của cô cũng xuống dốc không phanh. Nữ diễn viên phải quyết định chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc đại lục sau khi bị khán giả Hồng Kông tẩy chay. Sau khoảng thời gian sự nghiệp gián đoạn thì Quách Thiện Ni đã bất ngờ tổ chức hôn lễ với Chu Thiếu Kiệt vào năm 2011. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi biết rằng chồng của Quách Thiện Ni không phải là một vị đại gia nổi tiếng mà là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim. Anh có thu nhập không quá cao, chỉ như các nhân viên văn phòng bình thường. Một bộ phim quay mất 3 tháng, Chu Thiếu Kiệt chỉ nhận được mức lương vào khoảng 30.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì nàng hậu đã hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô chia sẻ, bản thân cảm thấy an toàn, hạnh phúc và thoải mái khi ở bên ông xã, một người đàn ông rất tôn trọng và yêu thương cô hết mực. Năm 2012, Quách Thiện Ni đã hạ sinh con gái đầu lòng, cô hạn chế các hoạt động giải trí để tập trung lo cho gia đình. Năm 2015, khi quay bộ phim Vô Song Phổ, Quách Thiện Ni đã phát hiện mình có thai đứa con thứ hai. Tuy nhiên, thì lịch quay khắc nghiệt đã khiến sức khỏe của cô suy yếu. Bác sĩ sản khoa đã chuẩn đoán cô khó lòng giữ lại đứa bé nếu cứ tiếp tục đóng phim. Để vẹn toàn cả đôi đường thì mỹ nhân họ Quách đã chấp nhận phá thai. Quyết định của nữ diễn viên đã nhận phải luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người đã cho rằng cô quá nhẫn tâm khi bỏ đi đứa con ruột để chạy theo sự nghiệp. Dù vậy thì nàng hậu vẫn nhận được sự ủng hộ quan tâm của gia đình. Ông xã luôn giúp cô hết mình ở trong sự nghiệp và anh đã trực tiếp làm đạo diễn cho bộ phim mà cô tham gia, thường xuyên cùng cô đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên và giản dị. Hiện tại thì sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Quách Thiện Ni đã không còn quá nổi tiếng với công việc diễn xuất. Tuy nhiên thì nhờ nhan sắc trẻ trung không tuổi thì cô vẫn là gương mặt quảng cáo đắt giá của các nhãn hàng. Trên trang cá nhân thì nữ diễn viên đã thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp đi dự sự kiện. Ở tuổi ngoài 40 thì cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, làn da mịn màng không nếp nhăn. Cô con gái gần 10 tuổi của Quách Thiện Ni cũng nhận được nhiều lời khen nhờ sở hữu đường nét xinh xắn ưa nhìn của mẹ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.